Xin chào các bạn, hôm nay tôi khui thùng cái bơm lưỡi cắt HP. Này các bạn. Nhìn ra. Được chưa? Này thương hiệu là nó thương hiệu chắc trong mi 1,5 2HP, cột áp là 16m, lưu lượng là 7 khối trên giờ, một pha MB nó 9,5B maximum 95B, ống ra 60. Đây, cái dây điện này, dây điện nó là 10m, đây rất là dây điện 10m rất là lớn này, thấy không? Rất là lớn. Này, thấy không? 10m dây điện nha. Đây, nó rất là chắc chắn, từ ốc luôn, inox 3D4 quý vị. Đây, tôi sẽ lật cái đầu dưới lên cho quý vị coi đây, nó có cái phao luôn, chỉ cái phao. Dạ. Đây, tôi lật sẽ lật dưới cái bơm, quý vị xem. Đây, được cắt nó này. Dạ. Vị thấy chưa, được cắt. Rất là chắc chắn. Nó có hai loại, một loại là 1,1 kW và 2,5 kW. Đấy, vị thấy chưa? Rất là chắc chắn. Dây nhựa lắm, dây đồng luôn. Dây đồng 100% luôn. Đủ công suất luôn, rất là nặng. Nó rất là nặng. Rồi, quý vị có nhu cầu cứ liên hệ số điện thoại 0938090550 để mua hàng trực tiếp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video này. Nhớ đăng ký kênh và bật nút thông báo để xem các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.